Xin chào tất cả mọi người ha. Thì chào mừng mọi người quay trở lại với cái video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì cái video này ngày hôm nay của mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn là sử dụng xe số tự động dành cho những người mà đang có ý định mua xe ha, và những người mà chuẩn bị học bằng lái B2 với các bạn, bằng lái xe số tự động á. Thì chạy xe số tự động nó có dễ hay không? Xin thưa với các bạn là rất dễ, nhưng mà chính vì cái dễ như vậy thì có nhiều người chủ quan nè, và đã dẫn tới những cái tai nạn rất là đáng tiếc xảy ra ha, những cái tai nạn về nhầm chân phanh, nhầm chân ga nha các bạn. Thì cái video này của mình thì chỉ dành cho những người mà mới bắt đầu hoặc là có ý định chuẩn bị mua xe thôi, thì các bạn xem để các bạn tự tin hơn khi mà chuẩn bị lấy xe ha các bạn. Rồi bắt đầu vào video thôi. Rồi thì cái bước đầu tiên mà khi mà mình lên xe là mình phải chỉnh sao cho cái tư thế ngồi của mình phù hợp và thoải mái nhất nha các bạn. Tức là vị trí ghế ghế thì ngồi làm sao để hai chân không đụng vào vô lăng và phần thắp lô trước nè, giữa hai đầu gối và vô lăng còn một khoảng trống bằng cái khe tay nè các bạn, đó, bằng hoặc rộng hơn chút xíu. Rồi thứ hai là cái độ ngã lưng ghế thì các bạn cũng không quá ngã về phía sau. Quả mà phía sau thì các bạn đi đường dài á, thì các bạn cảm thấy rất là khó chịu, rất là mỏi ha, cũng không nên chồm về phía trước. Có nhiều người cứ tâm lý là sợ, mà sợ chồm lên phía trước để nhìn rõ hơn, nhưng mà thực ra là chồm lên phía trước như vậy các bạn không không có nhìn rõ, nhìn gần hơn được bao nhiêu đâu, nhưng mà ngược lại thì đi rất là mỏi và rất là khó chịu. Và khi mà gặp cái từng tình huống nguy hiểm xảy ra á, thì nó sẽ dẫn đến cái phản xạ của bạn nó chậm, nó không có được nhanh như mà như những cái tư thế mà ngồi thoải mái nhất ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái tư thế ngồi thoải mái nhất là bạn ngồi cái độ ngã ghế làm sao khi mà bạn đặt tay vô lăng nè, nó còn một cái khoảng trụm nha các bạn. Các bạn mà ngồi xa quá thì khi đánh lái cái vòng trên đây nè thì nó sẽ không không đánh lái hết vòng được ha. Đó, cầm vô lăng thoải mái, tay này hợp với tay này một góc từ 120 độ trở lên ha. Nói chung là đừng có gập cái tay quá, gập như vậy thì rất là khó chịu ha. Rồi, đó là độ ngã lưng ghế ha. Các bạn nhớ nha, cái tư thế ngồi thoải mái nhất thì điều đó rất là quan trọng, nó giúp cho các bạn điều khiển được chiếc xe một cách thoải mái nhất ha. Trong những cái đời xe mới á, thì cái vô lăng này có thể điều chỉnh được hai hướng nha các bạn, hướng hướng lên xuống và hướng kéo ra kéo vô. Thì để điều chỉnh được cái vô lăng á, thì ở dưới vô lăng là có một cái gậy, thì các bạn gạt cái gậy đó xuống, các bạn điều chỉnh vô lăng ở tư thế phù hợp nhất của mình, sau đó các bạn lấy cái gậy này lên lại để khóa cứng vô lăng lại. Sau khi mà đã chuẩn bị được cái tư thế ngồi phù hợp nhất thì việc đầu tiên các bạn nên làm đó là thắt dây an toàn nha các bạn. Đó, thì thắt dây an toàn không chỉ là để đảm bảo cho cái tính mạng của các bạn khi có va chạm xảy ra, mà nó còn ảnh hưởng tới túi của các bạn nữa. Các bạn đi ra đường mà không thắt dây an toàn thì sẽ bị hỏi, sẽ bị lụm liền ha các bạn. Rồi, một lưu ý mình muốn nhắn nhủ đến các bạn là các bạn tuyệt đối không nên sử dụng những cái cục để mà lừa cái cảm biến của xe. Có nghĩa là trên thị trường nó bán rất nhiều cái cục chốt an toàn đó các bạn. Thì các bạn ghim vào xe đó, thì ghim vào cái đây nè, thì xe nó sẽ không báo không thắt dây an toàn nữa. Thì cái điều đó nó rất rất là nguy hiểm ha. Cái này là vì tính mạng của các bạn chứ không phải là vì chiếc xe nha các bạn. Thì trên những cái dòng xe đời mới như là xe Cross của mình, nếu mà hai ghế trước nè không thắt dây an toàn thì đi khoảng 50% thì máy nó sẽ hú. Và các bạn tiếp tục nếu không thắt dây an toàn nữa thì máy sẽ hú rất là điếc tai ha. Thì đó, thì mình xin nhắc lại là thắt dây an toàn vì tính mạng của các bạn chứ không phải là vì chiếc xe. Ok. Rồi. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái đặt chân của xe số tự động cho các bạn. Thì trên xe số tự động chỉ có hai cần thôi, cần bên bên trái mình nè, đây nè, là cần chân phanh, cần bên phải là cần chân ga. Thì mình chỉ sử dụng một chân phải để điều khiển xe thôi cho các bạn. Cái chân trái các bạn cất đi, các bạn để đây hoặc là để đây, tùy như thế nào cho các bạn thoải mái nhất. Thì khi mà đặt chân á, thì các bạn nên đặt chết về phía bên chân phanh nè, đặt vậy nè. Đó, khi mà cần bấm ga thì các bạn nghiêng cái bàn chân vào qua bên chân ga để mình đạp, mình bấm ga, mình gọi là móm ga và đạp phanh nha các bạn, chứ không phải là đạp ga, móm ga ha. Và đặc biệt là các bạn không được dở cái chân lên nha,
không được dở chân lên khi đạp nha. Tại vì khi mà dở chân lên thì rất dễ trường hợp là bị tuột chân, bị tuột khi đạp này, đó bị tuột ra thì rất là nguy hiểm. Cho nên các bạn bắt buộc là các bạn phải gót chân có phải chạm sàn và đạp hết chân phanh như vậy. Khi cần bấm ga thì nghiêng chân qua và mớm nhẹ ga thôi. Thì đó là đặt chân. Và các bạn tuyệt đối không được như vậy nha, không được sử dụng cả hai chân, là chân trái đạp phanh và chân phải đạp ga. Tại vì như vậy khi gặp trường hợp thì các bạn sẽ, trường hợp đặc biệt á, trường hợp mà nguy hiểm thì các bạn sẽ loạng choạng và đạp, các bạn đạp luôn hai chân. Như vậy là rất nguy hiểm ha. Đó xe sẽ không dừng được và rất dễ xảy ra va chạm. Cho nên khi mà chạy xe số tự động thì các bạn lưu ý giùm mình là các bạn phải cất chân trái đi, chỉ sử dụng một cái chân phải để điều khiển cả bàn đạp phanh và bàn đạp ga. Đó là cái lưu ý quan trọng nhất trong đầu bạn, các bạn nên luôn luôn suy nghĩ như vậy nha các bạn. Rồi, sau khi thắt dây an toàn và mọi thứ đã sẵn sàng để mà di chuyển thì đối với xe số tự động các bạn phải đạp hết bàn đạp của chân phanh. Các bạn nhớ ha, đạp hết hành trình của bàn đạp chân phanh, sau đó các bạn nhấn vào nút khởi động start-stop này. Còn đối với những xe mà chưa được trang bị hệ nút khởi động một chạm thì các bạn ghim chìa khóa vào và vặn hai nút. Nhưng mà xe nào thì các bạn cũng phải đạp hết hành trình trên phanh nha các bạn. Rồi, nhấn nút khởi động nè. Đó, thì lúc này xe sẽ khởi động, là sẽ đề máy lên ha. Rồi, một lưu ý quan trọng mình muốn nhắn nhủ tới các bạn là khi mà mới vừa đề máy lên thì các bạn không nên đi liền ha. Các bạn để đó cho máy chạy không tải khoảng chừng 30 giây tới 1 phút. Vì lý do tại sao? Thì mình giải thích lại là khi mà xe các bạn đậu trong khoảng một thời gian lâu thì nhớt nó sẽ chảy xuống dưới phần dưới của hộp số. Lúc này ở trên đầu V-Lab và ở trên các vị trí chi tiết máy ở trên động cơ á, thì nó chưa được bôi trơn, nhớt nó chưa bơm lên kịp. Thì các bạn để máy chạy không tải cỡ 30 giây tới 1 phút để làm chi? Để nhớt được bơm lên các chi tiết ở phía trên của động cơ. Thì lúc này các bạn di chuyển thì các chi tiết nó sẽ được vận hành êm ái và trơn mượt hơn ha. Rồi, thì khi mà khởi động xe lên thì trong lúc chờ đó thì các bạn có thể chỉnh máy lạnh nè. Rồi, hoặc là chỉnh âm thanh, nhạc hoặc là radio để các bạn nghe ha. Và mình đã có một cái video nói về cái lý do tại sao mà khi mà khởi động máy lên á, khi vừa mới khởi động lên thì cái vòng tua động cao luôn, cái vòng tua của động cơ luôn cao, là lý do là như vậy ha các bạn. Thì các bạn có thể tìm để xem thêm. Rồi, sau khi mà chỉnh hết các vị trí của người lái rồi máy lạnh nè, vân vân, thì bắt đầu mình vào số để đi ha. Thì cái thao tác vào số để đi như thế nào thì mình giới thiệu luôn là xe của mình là xe hộp số vô cấp CVT. Thì xe nào nó cũng vậy, cứ xe mà xe tự động thì hộp số vô cấp CVT hoặc hộp số liên hợp kép hoặc là vân vân, hộp số tự động 5 cấp, 7 cấp, 8 cấp vân vân, thì nó cấu tạo nó cũng giống nhau thôi. Chữ đầu tiên là chữ B, trên hộp số nó sẽ ghi các ký hiệu. Ký hiệu đầu tiên là B nè. B là vị trí đang bắc kinh, đang đổ ha. R là vị trí gia. N là số trung gian, là không hai số. Và D là số, là viết tắt của chữ drive, là đi nha các bạn. Và nó có thêm một cái dãy số bán tự động nữa là M, M trừ và M cộng. Thì cái số mà M á, dùng để di chuyển trên các cung đường đều dốc. Mặc dù là xe số tự động nhưng nó sẽ giải lập được 7 cấp số, xe của mình là 7 cấp số, thì tùy theo xe thôi. Thì khi mà các bạn đi trên đường đèo dốc muốn vượt xe nhanh thì các bạn về số M này và về số thấp để vượt xe. Thì đó là cái xe số tự động ha. Rồi bây giờ để khởi hành được chiếc xe thì đầu tiên là các bạn nhớ là các bạn đạp thắng nè và giữ thắng đó nè. Rồi các bạn bóp lẫy ở cần số, từ kéo cần số từ vị trí V sang vị trí N trước ha. Mình lưu ý là sang vị trí N trước. Rồi sau đó thì các bạn nhả thắng tay ra. Những xe nào mà thắng tay thì các bạn nhả thắng tay. Xe mình thì cái thắng nằm ở giữa chân á, thì mình sẽ đạp vào một cái và nhả ra để nhả thắng nè. Rồi sau đó thì bạn đẩy về vị trí D. Rồi trước khi di chuyển thì các bạn lưu ý là phải nhìn lên bề mặt táp lô một lần nữa, coi những cái đèn nào còn sáng hay không. Một cái đèn còn sáng thì các bạn phải kiểm tra đó là đèn gì ha.
phải làm cho nó tắt hẳn thì xe mới di chuyển, mới vận hành được em máy được ha các bạn. Nhớ ha, thì mình dặn lại một lần nữa là trước khi khởi hành thì các bạn nhìn lên bảng đồng hồ của Tablo, nhìn xem còn đèn nào sáng cảnh báo nữa hay không. Nếu như mà các đèn đã tắt hết rồi thì mình bắt đầu mình di chuyển. Rồi di chuyển thì xe số tự động thì xe nào cũng vậy thôi, các bạn thả nhẹ chân phanh ra là xe bắt đầu di chuyển. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm ha, thả nhẹ chân phanh ra đó, các bạn thấy xe di chuyển nè. Rồi để mình dê ra khỏi mình dê xe ra khỏi chuồng đây. Rồi bây giờ mình dê xe ra khỏi chuồng rồi ha. Rồi mình nhắc lại ha, các bạn thả chân thắng từ từ ra thì xe nó sẽ bắt đầu di chuyển với vận tốc thấp nha các bạn. Rồi các bạn đi ra đường thì nhớ nhìn xung quanh ha. Rồi mình nhắc lại là khi mà các bạn thả thắng ra thì xe nó bắt đầu di chuyển, thì các bạn kiểm tra trước mặt, nếu mà trống nè thì các bạn sẽ mướm di chuyển cái bàn chân phanh sang bàn chân ga, mướm ga từ từ để xe di chuyển với vận tốc cao hơn nha các bạn. Rồi thì mình đang mướm chân ga để nè, để xe nó di chuyển cao hơn, tốc độ cao hơn nè, nhanh cho xe chạy nhanh lên nè. Rồi các bạn lưu ý là khi mà tới ngã ba ngã tư á, mà tới ngã ba ngã tư thì các bạn nên buông chân ga ra và để sẵn chân ở vị trí chân phanh, để mà khi có người đi qua ngã ba ngã tư hoặc là có chứng ngại vật ở phía trước thì các bạn phải đạp phanh để mà phòng ngừa cái trường hợp là va chạm xảy ra nha các bạn. Rồi. Đó, hồi nãy có một cái xe vừa tạt đầu qua rất là nguy hiểm á, cho nên các bạn nhớ là không có được ham ga nha. Đi xe là không có được ham ga. Mình nên chủ động để phòng tránh những cái trường hợp xảy ra, chứ không phải là để xảy ra rồi thì các bạn mới đổ thừa lỗi do người này người nọ. Nhưng mà va chạm đã xảy ra rồi thì rất là mệt. Tại vì nhiều khi là mình va chạm những cái xe nhỏ thì xe người ta không sao, nhưng mà xe mình bị chày, bị xước thì lúc đó là rất là mệt nha các bạn. Rồi mình sẽ tắp vào đây, mình làm lại một lần nữa cho các bạn coi nè. Rồi. Rồi mình làm lại một lần nữa cho các bạn coi ha. Xe các bạn đang ở vị trí đổ nè, thì các bạn bóp lẫy để về số N. Sau đó nhả chân phanh tay á, nhả ra ha. Xong vào vị trí D. Rồi trước khi di chuyển mà từ đường ra thì các bạn nhớ xi nhan phải trái nè, để xin đường ra nè. Rồi quan sát ở phía sau, kính trong xe, kính ngoài xe, hai kính ngoài xe ha, và đặc biệt là phía kính bên trái nè. Khi mà cảm thấy an toàn rồi, không có xe lên thì các bạn bắt đầu thả chân phanh ra thì xe nó bắt đầu di chuyển. Và bạn nhìn thấy phía trước mà không có chứng ngại vật hoặc là an toàn, đường trống để đi á, thì các bạn chuyển qua mướm nhẹ chân ga để xe di chuyển nhanh lên ha. Đó, sau khi mà đã nhập làn rồi thì các bạn tắt xi nhan. Rồi, tắt xi nhan. Đi. Thì mà khi mà đi ở tốc độ nhanh hoặc là đường lớn á, thì các bạn nên, cái tầm mắt của bạn nên nhìn xa ra để mà mình phán đoán được những cái tình huống có thể xảy ra. Ha. Đó là khi mà đi đường xa. Rồi bây giờ xe mình chuẩn bị tới ngã ba nè, và ở tới đây mình quẹo phải thì mình xi nhan phải, nhớ là xi nhan phải trước một khoảng tối thiểu 30m nha các bạn, mà không xi nhan là công an sẽ lụm các bạn á. Rồi bắt đầu đánh vô lăng từ từ, mình dừng lại, mình nhường đường cho anh ta nè. Đó, khi mà trống rồi thì các bạn mướm ga để xe di chuyển nhanh lên ha. Rồi thì hiện tại mình đang di chuyển trên con đường quốc lộ, rất là nhiều xe lớn và đông xe ha, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi thì tới đây những cái đường lớn này có hai lane xe tải bên kia và lane bên này là lane xe máy, nhưng mình trong hẻm đi ra thì mình bắt buộc mình phải đi lane này. Rồi sau đó khi mà có cái chỗ mà băng ba
chuyển lên á thì mình phải chuyển lên lại trả đường lên xe máy cho người ta đi nha các bạn. Tại vì mình đi xe hơi mà, ngồi máy lạnh mát mẻ á. Rồi không có sợ mưa nắng gì thì mình nhường lại đường nhỏ cho xe Honda người ta đi. Thì cái đó là cái văn hóa mà đi xe thôi. Rồi khi mà rồi xin nhanh qua ha. Để mình xin nhanh qua đây, trước đây có một cái xe ấy. Rồi, thì trước mặt mình là một cái ngã ba ngã tư thì bắt buộc mình phải giảm chân, mình thả chân ga ra. Mình chân mình đặt hờ ở vị trí chân phanh nha các bạn. Rồi, khi mà có xe trống thì bắt đầu mình mướm ga mình đi tiếp. Đó, đang trống trước mặt nè thì mình mướm ga mình đi nè. Mình đi qua. Các bạn nhớ là nên giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước nha các bạn. Ở tốc độ thấp thì cái khoảng cách nó nhỏ, nhưng mà ở tốc độ cao thì các bạn phải giữ khoảng cách xa ra để mà khi mà có trường hợp nguy hiểm xảy ra thì các bạn đủ thời gian và đủ cự ly các bạn thắng, các bạn xử lý tình huống. Rồi, bây giờ mình đi. Nói chung là cái tốc độ xe của các bạn á, các bạn phải hòa cùng với lại tốc độ xe của cái dòng xe đang chạy nha các bạn. Các bạn không được chạy nhanh hơn và cũng không được chạy chậm hơn. Tại vì khi chạy nhanh hơn nó sẽ rất nguy hiểm, dễ va chạm với xe phía trước. Còn khi mà các bạn chạy chậm hơn thì sẽ là cản trở những cái xe phía sau. Thì lúc đó những cái xe phía sau nó sẽ hối các bạn, nó sẽ bóp còi rồi nhá đèn lên nổi. Thì lúc đó các bạn cảm giác thứ nhất là nó mất an toàn, thứ hai là nó mình làm phiền người ta nha các bạn. Tại đường là đường chung mà. Cho nên tốt nhất là các bạn nên di chuyển cùng tốc độ với dòng xe đang chạy phía trước. Rồi trong lúc di chuyển thì các bạn cỡ lâu lâu các bạn liếc gương trái một cái, liếc gương phải một cái xem có xe lớn hay không. Rồi xem xe ở sau di chuyển như thế nào, có an toàn cho mình hay không. Đó, rồi. Đó, như mình hiện tại thì xe phía trước đang đường phía trước đang trống thì mình sẽ mướm ga tăng tốc lên để di chuyển cùng với lại tốc độ của dòng xe. Nha, lâu lâu các bạn nhớ là nhìn gương trái, nhìn gương phải chút nha, để mà xem quan sát cái tình hình giao thông ở hai bên đường và cũng như trong cái làn đường của mình như thế nào. Rồi tới đây mình sẽ thực hiện mình quay đầu xe ha. Thì trước khi quay đầu xe các bạn nhấn xi nhan cái. Đó, quay đầu xe mình sẽ quay đầu xe quay ngược lại thì các bạn thì mình sẽ xi nhan trái nè để báo hiệu cho các xe phía sau biết là xe của tôi đang chuẩn bị rẽ trái nên tôi phải chờ đèn. Thì các xe phía sau làm ơn di chuyển về lên của bên phải để tránh bị kẹt xe. Ví dụ như vậy ha. Rồi. Rồi xi nhan trái nè. Sau mình chờ đèn ha, chờ xe ha. Bạn nhớ là quan sát ở phía trước và phía sau cho an toàn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh lái từ từ qua lên bên trái để vào cái lane mà chờ quay đầu nha các bạn. Chờ quay đầu và chờ rẽ trái. Thì đây. Rồi, hiện tại mình đã nằm gọn trong cái lane quay đầu. Rồi. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là khi mà dừng mà chờ đèn đỏ thì mình sẽ để số như thế nào. Thì khi những cái bạn dừng chờ đèn đỏ mà cái thời gian chờ nó lớn hơn 30 giây thì mình thường là sẽ chuyển từ số D về số N. N là số trung gian là không gài số á. Và nếu như lâu hơn nữa thì mình sẽ gài thắng tay á và thả thắng chân ra để thư giãn. Lúc đó thì mình có thời gian mình xoa bóp, mình thư giãn chân của mình. Rồi, còn nếu như trường hợp mà đèn đỏ dưới 30 giây thì mình sẽ giữ nguyên cái cần số vị trí D và đạp phanh. Thì lúc này xe nó sẽ dừng lại. Các bạn tuyệt đối không nên về B nha các bạn. Khi mà dừng chờ đèn đỏ mà các bạn về B là một sai lầm. Tại vì nếu mà các bạn được về B thì cơ cấu của hộp số khi mà gài về B thì sẽ có một cái lẫy nó móc vào một cái bánh răng ở trong hộp số á. Thì khi mà trường hợp xấu xảy ra có nghĩa là sẽ có xe ở sau á, uổng đít các bạn. Thì lúc này rất là dễ vỡ hộp số nha các bạn. Cho nên tuyệt đối mình có lời khuyên với các bạn là khi mà các bạn di chuyển thì các bạn không nên về B. B chỉ sử dụng trong trường hợp là các bạn đổ xe thôi. Đó,
đó là cái cách mà mình sử dụng hộp số khi mà mình chờ đèn đó các bạn. Các bạn lưu ý là khi tới ngã ba ngã tư thì thường có những cái vạch cho người đi bộ á, thì khi quay đầu xe các bạn nhớ cho xe di chuyển khỏi qua cái vạch người đi bộ mới các bạn mới quay đầu xe nha, còn không là các bạn bị mất bánh mì á. À, và luôn nhớ nữa là hai vai của mình, xe của mình hai vai qua khỏi chướng ngại vật thì các bạn mới thực hiện đánh lái nha các bạn. Rồi giờ rồi bây giờ mình bắt đầu mình di chuyển mình đi. Khi đi thì mình gạt tần số về từ N về D rồi mình đi thôi. Rồi mình quay đầu xe. Đó, quay đầu xe mình quan sát cẩn thận rồi mình quay đầu thôi. Rồi. Như phía trước đường vắng nè thì mình chuyển từ chân thắng về chân ga để tăng tốc xe lên ha các bạn. Rồi trường hợp các bạn muốn chuyển làn, ví dụ như đèn làn ở trước này nó có chướng ngại vật, bạn muốn chuyển làn bên sau thì mà các bạn vẫn quan sát ở bên sau nè, thấy không có xe thì các bạn thực hiện xi nhan trái rồi đánh lái từ từ qua nha các bạn. Nhớ là đánh lái nhẹ, không được đánh lái gắt quá nha, gắt quá xe bị dễ bị lật và nó dễ gây ra cái tình trạng là nguy hiểm lật xe. Rồi sau khi mà xe đã thẳng lái ở phía trước rồi thì các bạn tiến hành là taxi nhanh. Đó là những cái lưu ý giúp cho các bạn chạy xe. Thì đây là mình đúc kết ra những cái kinh nghiệm mà mình chạy xe để mình hướng dẫn cho các bạn thôi, chứ thiệt ra mình cũng không tài giỏi hơn ai hết. Đó. Đi thì khi mà đi cái đường mà đường đi tốc độ cao các bạn thì cái tầm mắt của bạn phải xa ra, phải nhìn trước cỡ 100-200 mét á để mình phán đoán được cái tình hình xảy ra nha các bạn. Rồi khi mà phía trước vắng á, thì mình mớm ga để cho xe chạy nhanh lên. À, một cái lưu ý nữa mình muốn nhắc chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn dừng á, thì các bạn nên thắng từ từ thôi nha, chứ đừng thắng gắt quá, tại vì thắng gắt quá thì dễ làm cho các người ngồi trên xe, hành khách trên xe cảm thấy khó chịu và say xe ha. Thì khi mà các bạn thấy ở xe phía trước chạy chậm lại hoặc là dừng lại thì các bạn nên thắng từ từ, thắng ở xa, chứ đừng có để tới đó mà thắng là thắng không kịp á, là uổng đích xe ta đó, tốn tiền đó. Rồi các bạn thắng từ từ nè. Đó, từ từ cho xe từ từ giảm tốc lại ha. Để chờ xe phía trước đi thì mình mới buông chân thắng ra và bướm nhà chân ga để xe di chuyển. Một lưu ý nữa khi mà chạy trong xe đường quốc lộ hoặc là đường xa, đường to các bạn, thì các bạn nên né, tuyệt đối né những cái xe container ra, những xe chở hàng to. Tại vì những xe đó là những xe dài, người ta sẽ không quan sát được hết đâu. Chứ mình mà chạy kề bên cái xe đó rất là nguy hiểm á, thì đã có rất nhiều cái tai nạn xảy ra rồi. Rồi tới đây thì mình sẽ quay mình phải rẽ trái nè, thì mình cũng xi nhan trái nè, từ từ tấp vào lên rẽ nè. Đó để cho những xe ấn sau biết là xe tôi chuẩn bị rẽ nha. Thì cái xe các bạn thì tìm được khác đi. Ví dụ như vậy. Rồi mình sẽ đứng đây mình chờ đèn đó. Hiện tại bây giờ là còn 50 giây thì mình sẽ tiến hành là về số N và giữ nguyên chân thắng. Khi mà về B á, nó sẽ cài hộp số lại. Mình giải thích lại một lần nữa, khi mà các bạn về hộp số B á, thì sẽ cài hộp số lại thì nó sẽ khóa hai bánh chủ động ở phía trước nha các bạn. Còn khi mà các bạn đạp phanh tay á thì nó sẽ chỉ khóa ở hai bánh phía sau thôi nha. Cho nên khi mà các bạn mà vào khóa đạp mà bà đạp phân gì gài phân tay á thì các bạn nên để ý là xe mình có trôi hay không nha. Tại vì những cái thắng tay mà lâu á thì cái lực thắng nó không đủ để giữ cái xe các bạn nó nghiêng lại nữa. Rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị đèn xanh nè thì mình sẽ bảo và từ N mình chuyển về số D rất nhẹ nhàng. Rồi khi mà đèn xanh rồi thì mình sẽ thả chân phanh ra thì xe bắt đầu di chuyển nè. Đó, mình mướm nhẹ chân ga để xe di chuyển. Thì khi mà qua đường thì các bạn nhớ quan sát ở vị trí bên trái, bên phải và ở phía sau nha các bạn. Phía trước nữa nè, rất là đông xe ha.
Các bạn nhớ là khi qua khỏi giao lộ thì các bạn mới taxi nhanh nha. Chứ còn trong giao lộ mà taxi nhanh á là các bạn bị mất bánh mì đó. Rồi khi mà di chuyển vào những cái khu vực mà đông xe á, thì các bạn nhớ để ý. Rồi, xin lỗi các bạn nha, mình có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn mình là lùi xe vào nơi đổi nè. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà điện thoại nóng quá nó không quay được. Thì mình sẽ nói lại một lần nữa là các bạn nên trang bị cho mình những cặp gương nhỏ như vậy nè. Để chi? Để các bạn quan sát, dễ dàng quan sát được hai bánh sau á. Khi mà ghép xe vào nơi đổ á các bạn. Thì hai gương này không bao nhiêu tiền đâu, có mấy chục ngàn à. Đó thì các bạn trang bị cho mình những gương này để khi mà lùi xe á, thì các bạn quan sát được là hai bánh sau của mình nó di chuyển như thế nào, có bị vướng trước đây vật hay không ha. Đó, và mình hướng dẫn là các bạn cái thao tác mà tắt xe đúng cách nè. Đầu tiên là khi mà lùi xe vào thì cái cần số của bạn nó đang để chữ R ha. Thì khi mà các bạn muốn cài về B để tắt máy á, thì các bạn đẩy cần số về phía N chi đấy để ngắt cái truyền động từ hộp số tới từ động cơ tới hộp số các bạn. Thì lúc này các bạn kéo phanh tay lên và buông phanh chân ra để cho xe ngừng di chuyển hẳn á. Sau đó thì các bạn mới tiến hành là về số B. Các bạn tuyệt đối không nên về số B trước khi kéo phanh tay nha các bạn. Vì lý do tại sao? Tại vì khi mà về số B á, là mình đã có giải thích rồi, nó sẽ có một cái chốt, nó sẽ ăn vào cái bánh răng trong hộp số. Và khi các bạn thả phanh chân ra thì xe nó sẽ còn di chuyển một cái đoạn ngắn nữa, nó xe nó chưa dừng hẳn. Thì lúc này rất có hại cho hộp số của các bạn, có dễ gây ra tình trạng là bị gãy chốt nè, bị gãy bánh răng trong hộp số nè. Cho nên mình nhắc lại cái thao tác đúng là mình về N, xong đó mình kéo phanh tay lên, sau đó mình thả phanh chân ra để xe ngừng hẳn thì các bạn mới về B và tiến hành tắt máy xe nha các bạn. Đó thì đó là tất cả các hướng dẫn của mình đều cho những người mà mới lái xe ha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.